chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ trình bày về một món ăn đặc sản của phương Đông rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nam giới. Đó là món tinh dịch cá shijago. Phần trình bày của em có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là giới thiệu về món shijago. Nội dung thứ hai là cách làm món shijago. Nội dung thứ ba là lợi ích khi ăn món shijago. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu món shijago là gì. Shijago là một trong những món ăn kỳ lạ của người Nhật Bản. Có không ít người ngần ngại khi quyết định nếm thử món ăn này bởi thành phần chính của nó. Shijago là món ăn được chế biến từ nguyên liệu chính là tinh hoàn của cá biển, với nhiều cách thức chế biến shijago và nguyên liệu phụ khác nhau nhằm mục đích át đi mùi tanh của nó hoặc để tôn lên vị béo ngậy của món ăn này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm món shijago. Có 2 bước khi làm món shijago. Bước 1 là bảo quản tinh hoàn cá tuyết. Tinh hoàn cá tuyết được sử dụng công nghệ cấp đông proton, là công nghệ bảo quản thực phẩm đông lạnh từ trong tế bào của sản phẩm. Điều này giúp cho tế bào của sản phẩm không bị phá hủy, nên sau khi giã đông sản phẩm sẽ trở về trạng thái tươi sống như lúc ban đầu. Bước 2 là chế biến thành món shijago theo nhiều kiểu. Ở đây mình sẽ giới thiệu về 3 kiểu chế biến thông dụng, đó là ăn sống, trưng qua nước sôi và nướng. Để hiểu hơn về cách chế biến, tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cách chế biến đơn giản nhất, đó là ăn sống. Đây là cách chế biến đảm bảo được đầy đủ dinh dưỡng nhất. Khi bạn đã ăn quen món ăn này, chúng tôi khuyên bạn nên thưởng thức shijago tươi sống ngay sau khi được lấy ra từ cá tuyết mà không qua bất kỳ chế biến nào. Người Nhật Bản thường ăn shijago tươi sống này cùng với chút hành, sushi và nước tương. Để át mùi tanh, bạn có thể ăn kèm cùng gừng đỏ và mù tạt. Nếu các bạn không đủ can đảm để ăn sống món này thì chúng ta có thể trưng qua nước sôi. Có 6 bước. Bước 1, rửa sạch. Thái tinh hoàn cá tuyết thành từng miếng vừa ăn bình thường. Các phần tinh hoàn cá tuyết thường được thái sẵn khi bán nhưng vẫn còn khá to để ráo nước. Bước 2, lấy củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch. Cắt một rãnh nhỏ giữa thân củ cải vừa đủ bỏ trái ớt vào mà không bị rớt ra. Sau đó đem đi mài nhuyễn thành hỗn hợp màu hơi đỏ. Bước 3, rửa sạch lá tía tô, đồng thời chuẩn bị một thau nước đá lạnh. Bước 4, lấy 500ml đổ vào nồi, bắt bếp lên. Cho một muỗng canh cooking sake vào nồi. Loại rượu nấu ăn Nhật Bản này có tác dụng khử mùi tanh của cá cũng như tinh hoàn cá tuyết shijago. Sau đó cho tiếp một muỗng cà phê muối. Khuấy đều hỗn hợp trong nồi cho hòa tan. Cho tinh hoàn cá tuyết vào nồi từ lúc chưa sôi, cho đến khi nồi nước hơi sôi. Bước 5, đợi tinh hoàn cá tuyết săn lại rồi rớt chúng ra thau đá đã được chuẩn bị sẵn. Thau nước giúp tinh hoàn cá tuyết không bị bỡ. Bước 6, vớt tinh hoàn cá ra khỏi thau đá lạnh, để ráo. Sau đó chuẩn bị một cái tô, bỏ lá tía tô bên dưới, đặt các túi tinh bên trên, đổ sốt ponzu vào vừa ngập các túi tinh. Thái một ít hành lá lên trên, bỏ thêm hỗn hợp ớt và củ cải vào ăn cùng. Ngoài ra nướng cũng là một lựa chọn tuyệt vời để giữ được tối đa hương vị nguyên bản của nó. Shijago khi nướng lâu sẽ khô và teo lại. Vì thế các đầu bếp Nhật Bản sẽ chỉ nướng sơ để lớp vỏ bên ngoài cứng lại, vừa giúp khử bớt mùi tanh, mà khi ăn vào vẫn có thể cảm nhận được vị mềm và béo bên trong lớp vỏ đã nướng chín. Nội dung cuối cùng là lợi ích khi ăn món shijago. Món ăn dành cho nam giới. Đây là một món ăn chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng. Như người xưa có câu ăn gì bổ nấy. Vì thế không ít các quý cô săn lùng món ăn kỳ lạ này để bồi bổ cho người đàn ông của mình. Shijago thường được phái mạnh sử dụng không chỉ bởi hương vị đặc biệt của nó, mà shijago giàu dinh dưỡng còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe sinh lý nam.